Chào tất cả anh em, mình là Thiên Minh, shop đồ lính Mỹ. Số điện thoại của mình là 0974 440 415 và Zalo cũng là số này nha anh em. Mình chuyên cung cấp các mặt hàng về đồ lính Mỹ và hàng chuẩn cấp phát quân đội nha anh em. Hôm nay mình lên cho anh em một con áo giá dễ chơi, con áo xanh ô liu M65 xanh ô liu 572 nha anh em. Size của nó là small short, size đẹp nha anh em. Anh em nhìn tổng thể con áo, bởi vì nó có một chút lỗi cho nên mình sẽ xả rẻ trong áo này cho anh em dễ chơi nha anh em. Đây, vai của con này là 50 và dài lưng con này là 75, dành cho anh em cao dưới 1m7 và mặt đẹp nhất cho mình là từ 62 tới 68 kg nha anh em. Đây, con áo này có lỗi nè anh em. Nó có một lỗi xước, vết xước vải nè anh em ha. Một vết xước vải nhỏ ra đây nha anh em. Với nó có một vài vết bẩn. Đây, nó có một vài vết bẩn nhỏ này nha anh em. Vì con áo này xước vải cho nên là mình không có vệ sinh. Mình lười vệ sinh cho nên mình xả rẻ để cho anh em về tự xử nha anh em. Đó, nó có một vài vết xước nhỏ này nè anh em. Đó, nó có một vài vết dơ chứ, nó có một vài vết bẩn này nha anh em. Đây có một vài vết bẩn. Đó, cái này về anh em ngâm giặt là ra. Và khóa đồng của nó. Rồi, khóa ok nha anh em. Hai khóa đồng. Đó, phải chỉ bị lỗi đó. Và con áo này mình xả nhanh cho anh em là 2 triệu nha anh em. Con áo này 2 triệu anh em là chuyển khoản đủ cho mình là mình bao ship cho anh em luôn nha. Còn riêng con áo này mình không ship code nha. Đó, nó bị vài chấm bẩn như mình báo đó. Còn màu con áo này thì đẹp lắm nha anh em. Màu con áo này nó trên 95%. Điều nó bị một vết xước vải. Lưng đó, lưng thì đẹp hết nha anh em. Đó, nó chỉ có một đúng một cái lớp. Một vết xước vải ngay đây thôi này. Cho nên là về con áo là mình không vệ sinh. Đó, nó có vài chấm dơ. Đó, nó dơ. Cho nên mình không vệ sinh luôn. Nó có một chấm xước đó cho nên mình không vệ sinh luôn. Mình xả nhanh cho anh em. Giá chuyển đủ là 2 triệu nha anh em. Không COD nha anh em. Đó, anh em kết con áo này thì chốt và alo cho mình 0974 440 415. Size small shop nha anh em.